Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay đi tòa cấp cao. Và khi mà đi như vậy thì thấy ở phía bên kia có một cái chị chỉ cứ ngó mình hoài, thì mà ngó mà một cái gì đó muốn ý đó muốn nói, thì tí nữa chị vào là chị bảo có phải là luật sư Đoàn hay không. Thì tôi bảo không, tôi tên Thu, họ Đoàn, là luật sư Thu Đoàn. Thì chị bảo chị ở nước ngoài mà là người Đức về, và chị bảo rằng là thông qua cái video của tôi chị học được rất là nhiều điều. Thưa quý vị và các bạn, cho nên mặc dù hôm nay đi một cái đoạn đường rất là dài, nhưng mà vẫn có một cái động lực để mà tiếp tục quay video tặng quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, lâu quá rồi không giới thiệu, tôi xin giới thiệu lại một chút. Tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu, văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, với mong muốn là nhà nhà biết luật, người người biết luật. Luật thì được phải được áp dụng thực tiễn trong đời sống xã hội. Hiện tại thì tôi thấy rất là nhiều người Việt Nam mình còn rất là kiến thức luật cũng hạn chế. Mặc dù là trên cái phương tiện báo đài ấy, thì đa số tôi cho rằng là thường là mô tả những cái phút giây cảnh giác, mô tả những cái chém, giết, hiếp. Thực tế những điều đó không sai. Tuy nhiên rằng nếu chúng ta đọc những cái nhiều cái thông tin quá, người chúng ta cảm thấy nó mệt mỏi. Và khi và chúng ta cần đến những cái thông tin gì đó thì chúng ta lại không thể làm được, không thể có những cái kiến thức. Và tôi mong muốn kênh luật sư Thu Đoàn trong cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta sẽ là một cái kênh để cho quý vị và các bạn hỏi những cái kiến thức liên quan đến trường hợp của quý vị và các bạn. Dĩ nhiên trong phạm vi hạn hẹp, tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi sẽ nói cho quý vị và các bạn nghe thông báo thụ lý là gì và nội dung cơ bản của thông báo thụ lý. Thưa quý vị và các bạn, nếu chúng ta là nguyên đơn thì chúng ta nộp cái đơn khởi kiện nè, sau đó rồi chúng ta đóng tiền tạm ứng án phí, thì tòa án sẽ có những cái thông báo về việc thụ lý vụ án. Dĩ nhiên đây là một cái thông báo thụ lý do tôi sao chụp lại cho nên nó hơi đen. Thông báo thụ lý về cái mối quan hệ tranh chấp là tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất. Còn lý do tại sao phải có thông báo thụ lý thì tôi sẽ giải thích sau. Thứ hai là cũng là cái mối quan hệ tranh chấp, cũng là cái thông báo thụ lý, nhưng mà thông báo thụ lý về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Và đây là cái thông báo thụ lý về như cái dạng này đi, thì sẽ có một cái thông báo thụ lý về việc hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất. Cái thông báo thụ lý này gửi đến những người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Thông báo này được sau khi tòa án tiếp nhận hồ sơ của đương sự là nguyên đơn, và tòa án thông báo cho Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp là chúng tôi đã thụ lý vụ án của nguyên đơn tên gì đó, bị đơn là ai, giấy tờ gồm có cái gì. Thông báo cho Viện Kiểm sát, thông báo cho các bên đương sự, trong đó có người có quyền và nghĩa vụ liên quan, bị đơn, và những cái nội dung cơ bản của thông báo thụ lý. Nói lý thuyết quá mấy quý vị và các bạn không hiểu, bây giờ nói cơ bản thôi. Trong cái thông báo thụ lý là chúng ta sẽ bật ra những cái vấn đề cơ bản. Thứ nhất là những vấn đề, tức là danh mục mà nguyên đơn cung cấp, danh mục cái chứng cứ và cái tài liệu mà nguyên đơn cung cấp. Danh mục ở đây gồm, theo như cái thông báo này thì là biên bản hòa giải, rồi giấy chứng tử, rồi giấy khai sinh, rồi bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đó, những cái giấy tờ. Còn nếu như trong trường hợp
như là những cái vụ kiện có yếu tố nước ngoài thì thông báo gồm có, nếu là một cái vụ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng tử đó đã được hợp pháp hóa lãnh sự, thông tin về thửa đất tranh chấp, thông tin về những cái người bị đơn và người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Tức là nói chung để những cái chứng cứ, những cái tài liệu mà chúng ta nộp được ở tòa án thì chúng ta đưa vào, và tòa án sẽ đưa vào đó là kèm theo đơn khởi kiện là nộp tài liệu và chứng cứ sau đây. Trong cái thông báo thụ lý nó có một cái điều là cái thời gian bị đơn và người có quyền và nghĩa vụ liên quan phải có ý kiến bằng văn bản. Thì khỏi đọc, chúng ta cũng biết luật quy định là thời gian mà bị đơn, thứ nhất phải là bị đơn đã, và người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Cũng xin nói thêm với quý vị và các bạn, có những cái vụ kiện chỉ có nguyên đơn và bị đơn, tuy nhiên cũng có những vụ kiện có cả người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Ví dụ như bây giờ tôi nói đây là một cái vụ tranh chấp hợp đồng vay tiền, thì thông báo về việc thụ lý vụ án thì hôm nay ngày 19 tháng 5 năm 2019, Tòa án Nhân dân huyện Củ Chi đã thụ lý vụ án dân sự số 1-2009 về việc tranh chấp hợp đồng vay tiền theo đơn khởi kiện của bà A và đó. Thì chỉ có hai chủ thể, đó là nguyên đơn và bị đơn. Còn cũng như vậy thì có cả thông báo nguyên đơn, bị đơn và người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Ví dụ như trong trường hợp này thì có người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Hai bên tranh chấp hợp đồng mua bán nhà, nhưng cái người ở trên đó là người mà bị đơn cho thuê. Thì như vậy, ngoài cái nguyên đơn, ngoài cái bị đơn thì còn có người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Vậy thì trong thông báo thụ lý tranh chấp hợp đồng mua bán nhà, tranh chấp hợp đồng ở nhờ, tranh chấp hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tuyên bố hợp đồng vô hiệu, thì chúng ta sẽ được biết rằng trong cái nội dung, cái quan hệ tranh chấp đó sẽ có nguyên đơn, sẽ có bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan nếu có. Thì hồi nãy tôi vừa mới nói xong, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này, người thông báo phải nộp cho tòa văn bản ý kiến của mình đối với yêu cầu người khởi kiện và các tài liệu chứng cứ nếu có. Trong trường hợp cần gia hạn thì phải có đơn xin gia hạn cho người gửi cho tòa án, nêu rõ lý do để tòa án xem xét. Đây là hậu quả nếu không trình bày quý vị, nếu không có ý kiến. Hết thời hạn mà người được thông báo không có ý kiến đối với người yêu cầu, người khởi kiện, thì tòa án căn cứ vào tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ để giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật. Nãy giờ luật sư đọc dài quá, nhưng mà tóm lại có hai điều thôi. Trong cái quy định này thì tòa án cho các bên đương sự bao gồm bị đơn và người có quyền và nghĩa vụ liên quan phải nộp cái chứng cứ hoặc nộp những cái ý kiến cho tòa trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được cái thông báo. Nếu trong trường hợp quá thời hạn đó thì cái hậu quả, thí dụ như tòa sẽ xử mà theo yêu cầu của nguyên đơn, thì nguyên đơn không có cái cơ sở để cung cấp chứng cứ cho rằng là mình có ý kiến phản hồi, mình có ý kiến đối lập với quyền và nghĩa vụ của nguyên đơn. Thưa quý vị và các bạn, thông báo thụ lý là một cái thông báo gửi đến để cho viện kiểm sát, để cho các bên đương sự biết rằng tòa án đã thông báo cái vụ kiện của nguyên đơn, và thông báo thụ lý vụ án này sẽ đi xuyên suốt cho đến khi các bên ra quyết định đình chỉ, cho đến khi các bên đã hòa giải thành bằng một cái quyết định công nhận sự thỏa thuận, hoặc nếu như các bên không thể thỏa thuận được thì tòa án sẽ đưa ra quyết định ra xét xử. Tôi đọc cái một cái nội dung của một cái bản án thì
tại trụ sở Tòa án Nhân dân quận xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 60/2007 thụ lý sơ thẩm ngày 16/3/2017 về việc tranh chấp yêu cầu hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất. Đó quý vị và các bạn thấy không? Trong cái thông báo thụ lý, nếu như trong trường hợp chúng ta xét cái thông báo thụ lý này thì chúng ta hiểu được rằng tòa đã chấp nhận cái yêu cầu khởi kiện của chúng ta. Còn việc cái yêu cầu khởi kiện này có được chấp nhận hay không được chấp nhận là một cái vụ kiện khác. Thông qua cái video này tôi cũng muốn gửi đến một ai đó đã nhờ tôi mà có những cái yêu cầu ra, thì khi gặp những cái khán giả xem chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta và họ tay bắt mặt mừng, họ bảo với tôi rằng là nhìn chị Thu thân mật lắm, và tôi cảm thấy rất là vui, chắc hôm nay là sẽ ngủ không được. Giống như bé nhà tôi nó bảo là mẹ là biết ngay mà vui cũng ngủ không được mà buồn cũng ngủ không được. Thôi thì một chút kiến thức gửi đến cho quý vị và các bạn trong cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Xin tóm lại cho quý vị và các bạn để quý vị và các bạn hiểu thêm về thông báo thụ lý vụ án là như thế này. Thông báo thụ lý vụ án là tòa án cấp quận, huyện hoặc cấp thành phố nhận một cái thụ lý sau khi nguyên đơn đóng tiền tạm ứng án phí, và trong cái thông báo thụ lý đó gửi cho Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp, gửi cho các bên đương sự gồm nguyên đơn, bị đơn gồm có và người có quyền và nghĩa vụ liên quan, trong đó xác định rõ mối quan hệ tranh chấp và sẽ là kim chỉ nam xuyên suốt trong tất cả những cái mối quan hệ tranh chấp từ đó trở về sau. Tiếp theo đó là nội dung của những cái chứng cứ, tài liệu, danh sách đính kèm. Tiếp theo là thời gian thông báo mà bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, tức là những người có tên ở phía trên đó, họ phải có nghĩa vụ thông báo cho tòa bằng văn bản. Nếu như trong trường hợp không thông báo quá thời hạn 15 ngày thì họ sẽ chịu cái hậu quả. Nói vậy thôi chứ cũng chẳng hậu quả gì hết. Vì nếu như trong trường hợp quá chừng nào mà tòa án mời các bên đương sự mà cung cấp chứng cứ thì chúng ta sẽ có những cái cũng không có quá trễ. Thưa quý vị và các bạn, thì sắp tới đây tôi sẽ có một cái video nói về cái di chúc sẽ có hiệu lực một phần để quý vị và các bạn hiểu và tham khảo. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng văn phòng luật sư Đoàn Giáp Phúc trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Xin trân trọng cảm ơn.